Sách Thi Thiên chương 29. Tiếng của Đức Giê-hô-va. Hỡi con cái của Đức Chúa Trời, hãy tôn Đức Giê-hô-va vinh hiển và quyền năng. Hãy tôn Đức Giê-hô-va vinh hiển, xứng đáng cho danh Ngài. Hãy trang sức bằng sự thánh khiết mà thờ phượng Đức Giê-hô-va. Tiếng Đức Giê-hô-va vang trên mặt nước, Giê-hô-va Đức Chúa Trời vinh hiển nổi sấm sét trên biển sâu. Tiếng Đức Giê-hô-va mạnh mẽ, tiếng Đức Giê-hô-va oai nghiêm. Tiếng Đức Giê-hô-va bẻ gãy cây bá hương, phải, Đức Giê-hô-va bẻ gãy cây bá hương của Li-băng. Ngài khiến núi Li-băng nhảy như bò con, Ngài khiến núi Si-ri-ôn nhảy như bò tơ rừng. Tiếng Đức Giê-hô-va phát sấm chớp sáng lòe, tiếng Đức Giê-hô-va làm cho hoang mạc rúng động. Tiếng Đức Giê-hô-va làm cho hoang mạc Ca-đe rúng động. Tiếng Đức Giê-hô-va khiến nai cái đẻ con, làm cho rừng cây trụi lá. Trong đền Ngài, mọi người đều reo lên, vinh hiển thay. Đức Giê-hô-va ngự trên nước lục, phải, Đức Giê-hô-va ngự trên ngôi vua đến đời đời. Cầu xin Đức Giê-hô-va ban sức mạnh cho dân Ngài. Cầu xin Đức Giê-hô-va ban phước bình an cho dân Ngài. Sách Tê-sa-lô-ni-ca nhất, chương 1. Lời chào thăm. Phao-lô, Sinh Văn và Timôthê gửi đến hội thánh tại Tê-sa-lô-ni-ca ở trong Đức Chúa Trời là Cha và trong Chúa là Đức Chúa Giê-xu Christ. Cầu xin ân điển và bình an ban cho anh em. Mối thông công giữa hội thánh Tê-sa-lô-ni-ca và các sứ đồ. Gương mẫu sống và đức tin của tín hữu Tê-sa-lô-ni-ca. Chúng tôi luôn cảm tạ Đức Chúa Trời về tất cả anh em, thường nhắc đến anh em trong khi cầu nguyện. Trước mặt Đức Chúa Trời là Cha, chúng tôi hằng nhớ đến công việc của đức tin anh em, công lao của lòng yêu thương, sự kiên nhẫn trong hy vọng của anh em nơi Chúa chúng ta là Đức Chúa Giê-xu Christ. Thưa anh em, những người yêu dấu của Đức Chúa Trời, chúng tôi biết Ngài đã chọn anh em, vì tin lành chúng tôi đã truyền cho anh em không chỉ bằng lời nói, nhưng cũng bằng quyền năng, bằng Đức Thánh Linh và niềm xác tín sâu xa nữa. Anh em biết rõ khi còn ở giữa anh em, chúng tôi đã sống vì anh em như thế nào. Anh em đã theo gương của chúng tôi và của Chúa, vì anh em đã tiếp nhận đạo giữa nhiều hoạn nạn với niềm vui của Đức Thánh Linh. Vì vậy, anh em đã trở nên gương tốt cho tất cả các tín hữu ở Macedonia và Achai. Vì đạo Chúa từ anh em đã vang ra không những trong miền Macedonia và Achai thôi, mà đức tin của anh em trong Đức Chúa Trời cũng đã lan truyền khắp nơi, đến nỗi chúng tôi không cần phải nói gì thêm nữa. Vì chính họ đã thuật lại việc anh em đã tiếp đãi chúng tôi, và thế nào anh em đã quay về với Đức Chúa Trời, từ bỏ thần tượng để phục vụ Đức Chúa Trời hằng sống và chân thật, và để chờ đợi con Ngài từ trời, là Đức Chúa Giê-xu mà Ngài đã khiến sống lại từ cõi chết, là đấng giải cứu chúng ta khỏi cơn thịnh nộ sắp đến. Sách Ê-sai chương 11. Vương quốc của đấng Mê-si-a. Có một chồi sẽ nứt ra từ gốc Giê-se, một cành từ rễ nó sẽ ra trái. Thần của Đức Giê-hô-va sẽ ngự trên Ngài, là thần khôn ngoan và thông sáng, thần mưu lược và quyền năng, thần tri thức và kính sợ Đức Giê-hô-va. Ngài vui thích trong sự kính sợ Đức Giê-hô-va. Ngài sẽ không xét xử theo mắt thấy, cũng chẳng phán quyết theo tai nghe, nhưng Ngài sẽ xét xử trong sự công chính cho người cô thế và phán quyết công bằng cho kẻ nhu mì trên đất. Ngài sẽ đánh thế gian bằng cây gậy nơi miệng mình và lấy hơi thở nơi môi mà giết kẻ gian ác. Sự công chính sẽ làm dây thắt lưng của Ngài và sự thành tín sẽ làm dây ràng hông. Bấy giờ, sói sẽ ở với chiên con, beo nằm chung với dê con, bê, sư tử tơ và thú béo ở chung với nhau. Một trẻ nhỏ sẽ chăn dắt chúng, bò cái sẽ ăn chung với gấu, các con nhỏ của chúng nằm chung với nhau. Sư tử ăn rơm như bò, trẻ còn bú chơi đùa bên rắn hổ mang, trẻ thôi bú sẽ thò tay vào hang rắn lục. Chúng sẽ chẳng làm hại, cũng chẳng cắn giết ai trên khắp núi thánh ta. Vì sự hiểu biết Đức Giê-hô-va sẽ đầy dậy thế giới như các dòng nước phủ đầy biển. Sự tái lập dân Đức Chúa Trời. Trong ngày đó, cội rễ Giê-se sẽ đứng lên làm ngọn cờ cho các dân tộc.
các nước đều tìm đến Ngài, và nơi ngự của Ngài sẽ đầy vinh quang. Trong ngày đó, Chúa còn đưa tay ra một lần nữa để chuộc dân sót của Ngài, tức là dân còn sót lại từ Assyri, Ai Cập, Phatro, Cút, Elam, Sinea, Hamat và các hải đảo. Ngài sẽ dựng một ngọn cờ cho các nước, quy tụ những người Israel bị ruồng bỏ, tập hợp những người Juda lưu lạc từ bốn phương trên đất. Bấy giờ, sự ghen tị của Ephraim không còn nữa, kẻ thù của Juda sẽ bị tiêu diệt. Ephraim sẽ không còn ghen tị Juda, và Juda không còn căm thù Ephraim nữa. Họ tấn công Philistine về phía tây, cùng nhau cướp bóc dân phương đông. Tay họ giơ ra chống lại dân Edom và Moab, dân Ammon thần phục họ. Đức Giê-hô-va sẽ làm khô cạn vịnh Ai Cập, vung tay trên sông Cái với ngọn gió nóng. Ngài tách nó ra thành bảy dòng suối và khiến người ta có thể đi qua không ướt dép. Vậy sẽ có một con đường cái cho dân sót của Ngài là những người còn sót lại từ Assyri, cũng như đã có một con đường cái cho Israel trong ngày họ ra khỏi Ai Cập. Sách Ê-sai chương 12. Bài ca cảm tạ và ca ngợi Chúa. Trong ngày đó, người sẽ nói rằng: Lạy Đức Giê-hô-va, con cảm tạ Chúa. Dù Ngài đã nổi giận với con, nhưng cơn giận Chúa đã quay khỏi và Chúa an ủi con. Này, Đức Chúa Trời là sự cứu rỗi của con sẽ tin cậy và không sợ hãi. Vì Đức Giê-hô-va, chính Đức Giê-hô-va là sức mạnh và bài ca của con, Ngài đã trở nên sự cứu rỗi của con. Vậy nên, các ngươi sẽ vui vẻ múc nước nơi nguồn cứu rỗi. Trong ngày đó, các ngươi sẽ nói rằng: Hãy cảm tạ Đức Giê-hô-va, hãy kêu cầu danh Ngài, hãy cho các dân tộc biết công việc của Ngài. Hãy nhắc nhở họ nhớ rằng danh Ngài đáng được tôn cao. Hãy ca tụng Đức Giê-hô-va, vì Ngài đã làm những công việc rực rỡ. Hãy cho cả thế giới biết rõ điều này. Hỡi dân cư Si-ôn, hãy reo hò và lớn tiếng tung hô, vì đấng ngự giữa ngươi là vĩ đại, là đấng thánh của Israel.